mới làm về hả? Ừ. Ủa, rồi sao bệnh em nằm đây vậy? Rồi bệnh bớt chưa? Bớt chút đỉnh rồi, em mới tắm xong. Rồi tắm nước nóng hay nước lạnh vậy? Tắm nước lạnh. Trời ơi, đó nói rồi, kêu tắm nước nóng cho hết bệnh mà ở nhà cũng tắm nước lạnh nè. Nói hoài không chịu nghe thiệt chứ. Em, anh nấu nước nóng chổng xong rồi kìa, anh vô tắm đi. Tắm gì? Em mới tắm rồi mà. Trời ơi, tắm gì mà tắm, em tắm nước lạnh rồi sao mau hết bệnh. Vô tắm lại nước nóng đi cho mau hết. Trời ơi, trời, chắc tôi chết với anh chứ. Ủa, rồi khỏe chưa, sao không nằm nghỉ đi, ra đây làm chi vậy? Ừ, khỏe hơn hôm qua rồi, tính đi nấu cơm cho ông ăn nè. Trời ơi, thôi đi, bữa nay khỏi nấu. Thôi để tôi nấu, ông có biết nấu đâu. Trời ơi, thôi tôi kêu khỏi nấu thì khỏi nấu, mới hết bệnh mà nấu cái gì. Dữ ha, cưới nhau mấy năm trời, bữa nay mới nghe em kêu tôi khỏi nấu à. Nói đâu bình thường mà em. Thôi để tôi phụ cho, tôi đi vô gạo, ông nhấm lửa đi. Trời ơi, anh nói bữa nay khỏi nấu mà em không nghe hả em. Vậy thôi, ông muốn làm gì làm đi, mệt. Nay ra tiệm ăn. Ủa em, ai kiếm anh đó trước hay kìa em? Thằng Cường nó lại đến đậu tiền anh hay á. Bữa anh thiếu 500 ngàn quên trả. Rồi sao không trả người ta đi? Thì từ từ trả, hôm nay hết tiền rồi. Em chạy ra ngoài em nói nó anh đi công chuyện rồi không có nhà. Nói bữa khác nó lại đi. Đi lẹ đi, không nó vô tới nhà bây giờ. Gì nữa trời. Alo. Alo. Em ơi. Em. Gì nữa vậy trời? Hồi nãy anh Cường lại đòi tiền em ra em nói nó sao mà giờ nó điện anh nó chửi anh sùm vậy? Thì nãy em ra em nói nó là anh kia em ra nói nó anh không có nhà. Bữa khác ghé. Trời ơi trời cũng lại bà. Ngày gì nó điện nó chửi nó sùm là phải rồi. Ủa anh, đi đâu nữa vậy anh? Anh qua nhà bạn anh chơi một xíu. Đi gì đi hoài vậy anh? Ở nhà với em đi, bỏ mình em nhà buồn chết luôn nha. Trời ơi, anh biết em ở nhà mình buồn sao không? Anh biết sao mà anh đi hoài vậy? Trời ơi, em nghĩ đi, anh mà ở nhà nữa thì hai đứa buồn hết. Bởi vậy anh mới đi chơi, một đứa buồn nó cũng đỡ hơn hai đứa, đúng không? Biến liền, ông biến liền cho tôi à. Ông ở đây một hồi, tới công chuyện với tôi đó. Ủa em, sao ngồi đây bấm nội? Không vô trọng học mấy câu lý thuyết đi, một tuần nữa là thi rồi đó. Em mới học xong rồi, em mới ra đây ngồi nè. Rồi ngày mai là đi chạy thử đúng không? Để sáng mai anh chở cho đi nha. Ôi thôi anh ơi, mấy chiếc xe đó em leo lên chút xíu em biết chạy liền à. Chạy thử chi nó công vậy trời. Ừ, hay quá ha. Khi bằng lái bốn bánh đó nghe, chứ không phải hai bánh đâu mà ở đó Mỹ Y nha. Trời ơi, em biết rồi anh ơi. Anh để đi em tính, một tuần nữa em đem cái bằng về cho anh coi nè. Anh ơi anh. Sao rồi? Thi đậu rồi đúng không? Em không biết nữa. Ủa kỳ vậy? Thi rồi ta có kết quả liền chứ làm gì em không biết. Em đạp lộn chân ga lũi vô bàn giám khảo luôn rồi. Trời ơi em hết hồn chạy về luôn, không biết mấy người chấm điểm có sao không nữa. Cũng bà không. Kêu đi tập chạy nhưng không chạy. Bây giờ đi lũi vô bàn giám khảo người ta. Trời ơi là trời giờ làm sao? Báo không à. Anh đi đâu vậy? Tôi đi ra ngoài tôi đền tiền cho người ta chứ gì. Bà biết tao báo không? Bà báo còn hơn tôi nữa. Anh ơi, xíu anh đi chợ mua giùm em con cá về kho ăn nha. Quên nữa, mua giùm em bó rau luôn. Ủa rồi mắc mới vậy em, không đi chợ đi. Trời ơi, chợ búa đâu phải chuyện của đàn ông em. Giờ muốn làm chuyện đàn ông phải không? Đi, đi vô phòng, tôi cho ông làm chuyện đàn ông. Thôi, đưa tiền đây tôi đi chợ cho. Sợ, xíu vô nhà tôi đưa tiền cho. Gì vậy? Đứt tay rồi nè. Thiệt chứ. Em chạy vô nhà lấy giùm anh miếng băng nghe em. Đưa tay đây em dán cho. Ừ. Trời ơi bà lấy cùng băng keo đen làm chi vậy? Gì chứ lấy cái nào? Trời ơi bà làm như tôi là cộng dây điện vậy. Lấy cùng băng keo đen. Ai kỳ không nói. Để xíu vô lấy cái khác. Đưa tay đây. Trời ơi, bà lấy cái gì nữa vậy? Lấy băng dán tay cho anh chứ gì? Trời ơi, đứng như vậy trời. Tôi để tôi tự vô tôi lấy cho.
Cái đó bà để bà dán của bà luôn đi. Ừ, tự lấy luôn đi, lấy gì cũng không chịu hết trơn á.